kênh TikTok anh là chưa biết. Nhắc đến đây các bạn đã biết chưa, lại là tôi Mạnh Hakino. Hôm nay tôi xin bú phêm lần nữa. Anh chưa biết tên thật là gì, tôi cũng chịu chẳng biết được đâu. Chỉ biết anh vô cùng nổi tiếng với kênh TikTok hơn triệu follow. Đưa tin về những người nổi tiếng, nào mặt trái, mặt trắng, mặt đen. Đúng hay không thì cũng chưa biết, có người phản đối, có người thì khen. Không sợ ai, không có ngoại lệ, kênh anh là bầu trời tự do. Đưa thông tin đúng sai chưa rõ, còn về hậu quả các bạn tự lo. Hôm qua nghe tin anh thua kiện, rồi kênh TikTok đã không còn. Bao nhiêu là câu chuyện thầm kín ở xã hội này, ai kể cho con. Anh chưa biết, có biết chứ không. Tôi không biết là tôi không biết. Anh mất kênh tôi có tiếc không. Tôi không tiếc là tôi không tiếc. Thế mới biết xã hội trắng đen, chẳng biết đâu là điều thật giả. Người thì trách, người lại khen, chẳng biết đâu là chính là tà. Anh đã không còn ở đây nữa, ai sẽ viết sự thật về tôi. Một rapper flow thì chán ra về mèo béo nghị luận xã hội. Mai anh có quay lại hay không, nói cho em những điều chưa biết. Anh chưa kịp đưa tin về em rapper bú phêm, nhưng có nhiều tiền anh đúng hay sai chỉ anh mới biết. Xã hội này ai hiểu cho ai, ngã hôm nay thì mình làm lại. Con đường này ngắn nhưng đời còn dài, ai mà biết ngày mai ra sao. Trắng hay đen là tả hay chính, nhưng hãy cố làm lấy điều tốt, giữ lấy chữ tâm chữ tín cho mình. Miệng đời vốn là độc ác, lòng dạ con người thật đa đoan. Chúc cho anh cái tên chưa biết sẽ biết hết chuyện của cả nhân gian.